Hai Cảnh chào tất cả cô chú anh chị mình nha. Hôm nay Cảnh sẽ tiếp tục chia sẻ cho cô chú anh chị mình á một cách để mình luộc tôm. Mình để trong ngăn lạnh nha. Đây tôm của Cảnh để trong ngăn lạnh. Hai cũng cỡ hơn một tuần rồi cả nhà. Thì tôm thì mình để cho ngăn đông nè. Thì lúc mình đem ra mình luộc á, tôm nó sẽ không còn cái vị ngọt và nó mất cái chất ngon nha. Hôm nay Cảnh sẽ làm nhờ cho tôm đông đá này luộc ngon như tôm sống của mình nha. Thì bây giờ Cảnh đem ra bây giờ Cảnh đem đi đổ ra Cảnh rửa, Cảnh xả ra cái chất đông này ra nha. Thì còn là cái cách để luộc ngon như tôm sống á, thì Cảnh mời cả nhà mình á theo Cảnh nha, để mình luộc nha. Đây tôm đây, tôm này thì Cảnh để của Cảnh nay cũng hơn một tuần rồi cả nhà. Này cả nhà mình xem nha, đông đá luôn nè cả nhà thấy không đó. Thì nếu mà tôm mình để lâu mình đem lên luộc á, thì miếng thịt tôm mình á ăn nó sẽ không có cái mùi vị ngọt và nó dai, nó sẽ bị bở đi. Nên Cảnh cũng chỉ hôm nay Cảnh làm cho cả nhà mình xem để mình cái cách để mình luộc tôm bị đông đá, thịt nó dai, nó ngon và nó ngọt và thơm giống như tôm sống của mình nha cả nhà. Thì ba cái phần tôm này giờ Cảnh đem đi xả nước cho nó tan ba phần nước đá ra, rồi Cảnh sẽ đem lên Cảnh luộc cho cả nhà mình xem nha. Rồi trước tiên thì cả nhà mình đem ra tôm mình á rửa cho nó tan hết ba cái phần nước đá nó đông lên đây nha. Tại tôm đông á, thường thường thì cả nhà mình hay chế biến món ăn á, thì nó sẽ không có ngon bằng tôm sống. Thịt nó ra nó không có ngọt và nó không có dai và nó giòn ngọt như lơ lúc mình mới mua nha. Còn hôm nay Cảnh sẽ làm một cái món tôm luộc này và Cảnh sẽ chế biến cho thịt tôm mình nó rất là ngọt và nó thơm, ăn không khác gì con tôm sống đâu nha cả nhà, rất là ngon nha. Mình giờ mình phải xả cho ra hết ba cái chất nước đá trong cho tôm này cả nhà, rồi mình sau đó mình mới chế biến nha. Là cái nước á, nó sẽ thấm vào cái miếng thịt tôm nên nó thịt tôm mình ăn rất là ngon và do và nó ngọt. Thì hôm bữa Cảnh cũng có chia sẻ cho cả nhà mình một clip á, là tôm chết mua từ ở ngoài chợ đem về thì mình chế biến thịt nó ngon. Còn hôm nay là tôm này cũng tôm chết mà Cảnh để tủ lạnh á, nay cũng hơn một tuần rồi, khoảng 10 ngày rồi. Thì muốn làm cho thịt tôm nó ngon thì phải làm theo cái chế biến theo cái cách của Cảnh thì thịt tôm mình mới ngọt và ngon nha cả nhà. Rồi bây giờ tôm Cảnh cũng đã xả ba cái phần lạnh ra rồi, thì giờ Cảnh cũng chia sẻ luôn cho cả nhà mình một cái cách để mình hấp tôm bị đông đá ngon như tôm sống. Là cái này là cả nhà, đây cả nhà đã biết là cái nước gì không? Đây là cái nước cam để Cảnh luộc cho tôm á, nó rút vô trong phần tôm á, là cái hương vị của cam của mình á rất là thơm và ngon, thịt tôm mình á nó rất là dai và ngọt nha cả nhà. Đây thì tơ cam á thì Cảnh sử dụng có một trái thôi cả nhà đó, thì Cảnh ra dắt ra nước thì được bao nhiêu nước đây thì Cảnh sử dụng một trái thôi. Còn cả nhà mình á thì nếu mà cam mình có loại nhỏ thì cả nhà mình dùng mình cho hai trái, còn nếu mà cam lớn thì mình dùng một trái thôi đó. Rồi còn phần nước cam này thì cả nhà mình á cho vô cho Cảnh một ít bột ngọt nha, hãy cho lúc nữa mình cho nó rút vô con tôm á cả nhà, nó vừa ăn luôn nha và nó ngọt. Rồi cho thêm một ít nước mắm vô, mình cho khoảng tầm muỗng nhỏ nửa muỗng thôi cả nhà. Đó. Bây giờ cái này Cảnh sẽ phải lên, tại vì Cảnh không để đường nha cả nhà, tại vì cam của mình á nó đã ngọt sẵn rồi nên mình không có để đường, mình chỉ để ngọt nước mắm thôi. Thì rồi cái phần ba cái nước cam này nè cả nhà mình cho vô luôn cho Cảnh. Đó, mình lúc nữa rồi mình đem mình là hấp lên đó cả nhà. Tại cái này Cảnh không có để nước nha, chỉ để phần một trái cam thôi để cho nó rút vô phần tôm đó cả nhà, cho nó vừa ăn và nó ngọt và nó thơm, cái vị cam rất là thơm nha. Thì cả nhà mình không cần phải để nước nha, chỉ để mà cái nước cam này vô thôi, sử dụng một trái cam mà trái cam lớn á, thì mình sử dụng một trái
Còn cam nhỏ thì mình sử dụng hai trái nha. Sau đó mình cho thêm một ít nước mắm và một ít bột ngọt nữa vô để mình pha luộc hấp gì đó thì cho nó vừa cái ăn nha nghe cả nhà. Rồi bây giờ cảnh sẽ bắt lên đây thì nè, chứ chút nữa chính cảnh sẽ quay lại cho cả nhà mình xem nha. Rồi bây giờ cũng đã chín rồi nè cả nhà. Đây. Đó. Dở ra nó thơm lắm luôn cả nhà, thật trên cái hôm có mùi cam cực kỳ luôn cả nhà. Đây giờ cảnh đợi tôm cả giờ chín rồi, cảnh sẽ nhắc xuống nha. Ồ, thơm quá thơm luôn cả nhà ơi. Ồ, quá thơm. Đó. Thì cảnh thưởng thức và cảnh cho cả nhà mình biết cái hương vị nó như thế nào nha, và ngon hay ngọt hay dở nha. Rồi bây giờ cảnh sẽ thử một con nha cả nhà. Cảnh mời cả nhà nha, để cảnh thử miếng nha. Mình luộc cái này cả nhà, cái hương vị cam á lên rất là nhiều, thơm lắm cả nhà. Rồi cảnh mời cả nhà mình nha. Cái mà cả nhà mình luộc theo cái này á thì cái hương vị tôm á rất là thơm nha cả nhà, thơm mùi cam rất là thơm luôn nha. Ngon ngon quá cả nhà, cái này thịt nó do nó rất là ngọt luôn cả nhà. Thì cả nhà mình tôm á mình thường thường mình luộc mình hấp đủ cái thứ bia hấp này hấp kia, cả nhà đồng mình luộc lại bằng dưới bằng nước cam đi, ngon lắm cả nhà, cái hương vị cam á rất là thơm nha. Và mà cái nước cam nó gân nó ngọt sẵn rồi, nên con tôm mình á là con tôm đã bị đông đá nên cái thịt phần thịt nó không ngọt, nên mình bắt buộc mình phải luộc dưới nước cam cho cái phần nước cam nó vô nó ngọt và nó thơm, nên cái thịt tôm mình nó ăn rất là ngon. Chứ còn cả nhà mình mà đem lên mình luộc không á là cái thịt tôm mình nó để lâu á nó để trong đá thịt nó không còn ngon nữa và cái nó sẽ bị bủng đi nên ăn không ngon. Thì cả nhà mình á luộc tôm á đông đá, cả nhà mình cho vô một trái cam lớn, cam nhỏ thì cả nhà mình cho hai quả nha, còn cam lớn thì mình cho một quả thôi. Thì mình lên bên mình luộc chung ăn cái miếng thịt tôm rất là thơm và nó ngọt lắm cả nhà. Rồi cảnh kết thúc video đây nha cả nhà. Cả nhà mình có xem kênh cảnh á, có mến kênh cảnh thì cho cảnh xin một like và một lượt đăng ký nha, nhớ bật chuông để ra video kế tiếp cho cả nhà mình xem nha. Hẹn gặp lại đại gia đình mình clip sau nha.